Xin chào tất cả mọi người. Như vậy thì cái bộ video clip và 4 lý do tập trung chính khi tư vấn bảo hiểm nhân thọ tôi đã vừa mới hoàn tất. Thứ nhất là để bảo vệ thu nhập, thứ hai là tích lũy và đầu tư, thứ ba là chăm sóc sức khỏe và cuối cùng thứ tư đó là bảo vệ tài sản tích lũy cả cuộc đời. Vì sao tôi tập trung vào 4 lý do này khi tư vấn bảo hiểm nhân thọ? Nếu như mà hãy khoan nói đến bảo hiểm nhân thọ đã, nếu như chúng ta hỏi từng người một là bạn là ra thu nhập, bạn muốn được bảo vệ thu nhập không? Chắc chắn câu trả lời là có. Và thứ hai, nếu bạn hỏi rằng là gì, là tích lũy và đầu tư, thì bạn làm ra thu nhập, bạn có muốn tích lũy và để sau này đầu tư không? Chắc chắn câu trả lời cũng sẽ là có, đúng không? Câu thứ ba là bạn có muốn chăm sóc sức khỏe không? Thì không có ai mà không muốn chăm sóc sức khỏe hết chưa. Và cuối cùng là thành quả của mình làm ra, bạn có muốn bảo vệ tài sản tích lũy cả cuộc đời không? Chắc chắn câu đó bạn sẽ nhận được trả lời là có. Như vậy thì cả 4 câu mà bạn tư vấn từng lĩnh vực như vậy, bạn hỏi thì các bạn đã chốt được 4 lần, đúng không? Rồi, chính vì vậy mà cứ mỗi lần tư vấn về một ý như vậy thì bạn sẽ hỏi rằng bạn có muốn hay không. Điều đó là bạn chốt được 4 lần rồi. Tiếp theo nữa, trong lúc hành nghề thì mình thường là bị những cái tác động bên ngoài, ví dụ như là gia đình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, vân vân, và những người ngoài xã hội, thì họ thường chen vào phá mình bằng cách là nói những cái câu tiêu cực. Nhưng mà nếu như những người mà người ta phá mình bằng cách là đừng có tham gia bảo hiểm để bảo vệ thu nhập, đừng có để tích lũy và đầu tư, đừng có chăm sóc sức khỏe và đừng có bảo vệ tài sản tích lũy cả cuộc đời, thì những cái người đó khi mà người ta cản trở những người đó tham gia thì hình như là có cái chuyện gì sai sai đối với những người cản trở. Tại không ai đi khuyên người khác là đừng bảo vệ thu nhập, đừng tích lũy đầu tư, đừng chăm sóc sức khỏe và đừng bảo vệ thành quả lao động cả cuộc đời của mình làm ra. Thì đó là 4 ý mà các bạn cần tập trung, và khi tập trung thì tránh được những cái rủi ro. Nếu như cái video clip này mà thực sự là thực dụng cho các bạn, hiệu quả, làm ơn like, share, comment. Và nếu như bạn quan tâm á, thì bạn cứ viết ra cái đề tài mà cần được chia sẻ. Và đây là kỹ thuật si. Kỹ thuật si là simple, là easy and effective. Và một điều các bạn không thể quên được đó là subscribe vào đây ha, subscribe, đăng ký vào đây. Các bạn sẽ nhận những video mới của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người.